Ôi ông anh hôm nay đánh xe đây đang đứng ngắm à? Ủa anh đang xem cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó là em nhìn đây. Ui rồi, dòng này mà Rồi. chạy dịch vụ thì còn gì bằng đúng không? Chạy dịch vụ hết nước chấm luôn. Nhưng con Đấy, này con này là sao quá tiết nhìn kiệm màu nhiên đẹp liệu vậy? rồi. Màu xanh đá này. Đấy, màu màu này đẹp đấy mà lên quả la răng này. Lên Con quả la này răng này đẹp thật. độ full đồ rồi, màu xanh đá, keo chỉ zin cả xe. Keo chỉ zin cả xe. Đấy tầm tiền loanh quanh trăm mà mua này về chạy dịch vụ thì ok rồi Ủa nhỉ? loanh quanh hơn trăm, ngang với con SH nhập rồi. Đúng rồi. Này em nhìn này, mà lại được xe Nhật nhá. Đúng rồi, xe Nhật. Nissan Sunny đúng Xe Nhật Lixan Sunny. không? Đâu cho em Rồi xem nội thất nào. 215 bản đủ nhá. Đấy, nội thất này. Cho em xem khoảng trống của thiết kế giữa hai hàng ghế này. Không khác gì những mẫu xe sang đâu. Ồ, thế này Quá chở rộng khách rãi này. thì quá thoải mái luôn nhỉ. Lại còn có cả cửa gió sau này. Cửa gió điều hòa sau, ui, quá Ồ. ok luôn. Trần nỉ nguyên bản nhá, keo chỉ zin cả xe. Con này em kết quả la răng ấy. Ủa lốp dép cũng còn dày đấy. Lốp dép ngon. Keo chỉ zin cả xe nhá, máy gầm con này thì không màn nhá. Ok. Tên tư nhân vừa mới đăng kiểm xong, Ôi tháng 8 2025. nhìn nội thất tươi nhờ. Con Lên full đồ này rồi. số sàn máy chấm mấy anh nhỉ? Con này số sàn máy chấm 5 thôi. Máy chấm 5 à? Cùng phân khúc với Vios nhưng mà giá rẻ hơn cả gần trăm luôn. Nhưng mà đăng Nếu so kiểm với con này Vios, nó còn không anh? đăng kiểm con này đến tháng 8 2025, anh vừa mới đăng kiểm xong. À vừa mới cho đăng kiểm xong ạ. Ôi giời, dài miên man luôn, lốp dép ngon. Máy Đèn gầm con đóm này cực sáng chất, nhờ. đèn đóm cho con này rất là sáng luôn. Con này ra được cái tư nhân rồi nhỉ? Tên tư nhân. Độc nói chung là quanh xe con này cứng lắm, nói chung là con này cứng, khẳng định không có thủ luôn. Thế thì con này chắc nó cũng phải hơn trăm cao cao ấy nhỉ? Con này hơn trăm trung bình thôi, 165 củ khoai, Nissan Sunny đời 20 năm. 165 củ khoai rồi ạ. Số sàn bản đủ chứ. Ô, giá hợp lý đấy nhỉ? Đời 25 đúng không anh? Đời 20 năm. Đời 25. Một chiếc sedan Gầm rộng này, rãi này. em xem gầm này. Rồi Gầm sao? con này cực chất luôn. Gầm ngon đấy, không mục ngọt nhỉ? Đấy, gầm cực chất luôn. Đấy, đời 2015 Nissan Sunny. Bác nào quan tâm đến chiếc xe này thì liên hệ cho em nhá. Số hotline 0354 152 888 nhá. Nhưng Để mà anh thử tư vấn vào cho lỗ em. máy cho em xem nào. Đây. Thử vào lỗ máy cho em xem cái nào. Cho các bác xem phần máy này. Chứ con này nhìn cứng quá. Giá tiền hợp lý, con này em mua về chạy dịch vụ thì ok rồi nhỉ. Máy êm thiết luôn. Máy êm đấy. Con Thế này nào? máy cực kỳ êm luôn. Đấy. OG đấy. 165 đúng không? 165 đời 20 năm. Đúng rồi, tầm tài chính thấp em mua này và chạy dịch vụ thì được Nếu đấy nhỉ. đầu tư tài chính ít, đầu tư con này quá là hợp lý nhá. Đấy, không rủi ro. Đấy, mà dòng xe Nhật này lồi đồng cua đá lắm, phụ tùng dễ tìm. Rất là rẻ luôn. Nissan Sunny 2015 nhá. 165 củ khoai. Ok anh trai.